là nhộn nhịp anh chị ha. Ở đây họ bán dừa anh chị, cua kẹ dưới ha. À, bên này bán cái cây rất là nhiều. Đây một cái cầu thang. Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Đà Lạt. À, hiện tại hôm nay em đang đứng ở chỗ cầu thang chợ. Phía trên này là đường Phan Bội Châu này anh chị này. Đó, có cái dốc cầu thang đi xuống ha. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem một chút xíu hình ảnh ở chợ Đà Lạt ha. Đây có người ta đang nằm. Đây người ta đang nằm. Dạ, đây là cái dốc này. Đó, em xuống dưới chợ nha. Đó, Đà Lạt ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Đây. Tối hôm qua nó mới đi Bình Gia mà sáng tới sáng ngày hôm sau là hết Bình Gia. Đây buổi sáng thì bán bún. Đó, bán bún phở. Dạ đây là những cái hình ảnh này. Xôi chè này. Đó, anh chị thấy không? Bánh mì. Ở trên này họ buôn bán đông lắm này anh chị này. Cô bác buôn bán buổi sáng, chợ buổi sáng này. Dạ, đây là tiệm thuốc Nhân Hòa. Đây bán cà chua. Ổi. Gần. Ở bên này thì bán cam, quýt, chuối, bắp rồi. Rồi mật ong. Nhộn nhịp anh chị ha. Đó. Rồi anh chị thấy không? Những cái mía này, dài.
chợ tháng 7. Chợ tháng 7. Đó, ở đây bán hoa quả cũng nhiều. Có mấy cô ngồi cô bán rồi bánh mì. Bông hoa giờ cái ký ốt giờ họ mới mở cửa này anh chị. Này đồ khô cái lối mà chúng ta đi ra này. Ở đây bán hồng giòn. Ở đây là cái quầy mứt anh chị. Sáng thì vẫn chưa mở cửa ha. Quầy đặc sản. Đó. Sáng sớm hôm nay vẫn chưa mở cửa. Bây giờ mới 6:30 anh chị. Tình hình tiểu thương mấy bà con mình thì chưa có mở cửa, chưa có đi làm. Đây có các cái quầy như là đặc sản mứt này. Đó, các cái quầy đặc sản chi chít nhau luôn anh chị. Đó, một cái kiosk như vậy thì rất là hẹp thôi. Nhưng mà bán rất là nhiều. Câu này là bán chuối này. Dạ, ở đây là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, lối đi vào chợ anh chị ha. Bên kia là cầu thang chợ kìa. Đó. Bên này là Thương Xá La Tulip. Nguyên cái dãy bên đường này bán thời trang, áo khoác. Sáng hôm nay vẫn chưa thấy mở cửa này. Dạ, em sẽ đi vào quầy. Dạ, sáng thì không dám hỏi. Người ta chưa bán được đó anh chị. Cũng ngại. Bên này chưa trang trí mấy cái giỏ trái cây đẹp quá hả chị ha. Có muối giấm. Dạ. Mấy cái giỏ. Bên này quầy mứt. Ở đây họ bán dừa anh chị. Cua chợ dưới ha. Bên này bán trái cây.
tây rất là nhiều. À, ở phía dưới này là quầy bông, các cái sạc mà giờ người ta mới mở cửa này anh chị. Đó, trái cây, các cái vỏ trái cây đơm sẵn hết rồi. Dạ, phía trên là chợ Center, chợ mới Center đó anh chị. Bên phải thì tụi em đây là bán chuyên về dừa, dừa khô, dừa bào, tất cả các loại dừa. Ở đây trái cây nè. Ở đây có cái xe của ban quản lý chợ này anh chị. Đó, đây cái tiệm vàng khai nè, trái cây quá trời trời luôn anh chị. Bên này thì bán đồ cúng. Dạ, đó là một vài cái hình ảnh về chợ Đà Lạt anh chị ha. À, thì tới đây thì em cũng tạm dừng cái clip. Một lần nữa thì chúc cho cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an cho cuộc sống nhé.